Xin chào thầy và các bạn, tôi tên là Trần Thị Hoài Ân, hiện tại đang học tại lớp CL MHV101 của giảng viên Đặng Phúc Hậu. Hôm nay, tôi và nhóm tôi bao gồm tôi, bạn Phương Anh, bạn Thục Anh, bạn Nguyên Hân, bạn Hùng Dũng và bạn Ngọc Diệp sẽ trình bày cho mọi người một bài phản biện có tựa đề là Cha mẹ không nên can thiệp quá sâu vào đời sống và chuyện tình cảm của con cái. Thì dạo gần đây trên mạng xã hội rất rầm rộ một câu chuyện, đó chính là một cặp đôi nam nữ cầm tay nhau nhảy từ lầu 25 của chung cư tại Hà Nội xuống. Và lý do chính của cái chết này đó chính là cha mẹ hai bên ngăn cấm hai bên yêu nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào trong vấn đề này nhé. Bài của chúng mình sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất đó chính là tình cảm của cha mẹ là cần thiết. Phần thứ hai là con cái cũng có suy nghĩ riêng của mình. Và phần thứ ba là cha mẹ không nên xâm phạm vào quyền riêng tư của con cái. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần thứ nhất nhé. Dung đầu tiên đó là sự yêu thương của cha mẹ là một điều cần thiết. Có thể nói công ơn sinh thành của cha, công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ không có gì so sánh được. Trong quá trình sinh trưởng của mỗi người, cha mẹ đóng vai trò như là một vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Cha mẹ là những người luôn lo lắng, dạy dỗ cho chúng ta, họ sẵn sàng hy sinh và bao bọc, đồng thời cũng chia sẻ, gắn bó với cuộc sống của con mình. Tuy nhiên, trong một số gia đình hiện nay thì sự quan tâm từ cha mẹ, sự mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái có một chút gì đó gọi là nó hời hợt. Cha mẹ thì hay áp đặt quá mức lên con cái của mình. Những điều cha mẹ cần làm đó chính là quan tâm, thấu hiểu và động viên con của mình, đừng nên can thiệp quá can thiệp vào cuộc sống của con mình và đừng có xâm phạm quyền riêng tư của con của mình luôn. Tuổi mới lớn là giai đoạn mà con cái thường có nhiều mặt biến đổi về tâm lý và sinh lý, vì vậy các em rất thích xây dựng cho mình một thế giới riêng. Nếu như một ngày con cái có cãi lại bố mẹ thì chưa hẳn là con hư hay láo, mà điều đó chứng tỏ rằng con cái của chúng ta đã có một suy nghĩ riêng đi cùng vấn đề với bố mẹ. Ở một góc độ tích cực khác, việc cho con ra ngoài chơi với bạn bè về mặt tình cảm hay muốn ở một mình thì đó là sự phát triển cho của con cái ở một độ tuổi mới lớn. Hãy tạo cho con một cơ hội để được đi ra ngoài với bạn bè vui chơi, để có thể có nhiều học hỏi, trải nghiệm và giải tỏa năng lượng ở độ tuổi mới lớn. Tiếp theo chúng ta đến với nội dung thứ ba của bài thuyết trình: cha mẹ không nên xâm phạm vào quyền riêng tư của con cái. Trẻ con vẫn chưa phải là người lớn, bộ não của chúng vẫn đang dần phát triển. Vì vậy, chúng vẫn luôn có những quyết định nhanh chóng và thực hiện những quyết định đó mà không hề tự hỏi lại bản thân. Chính vì vậy, cha mẹ cần cẩn thận giám sát con cái và đưa ra những lời khuyên hợp lý để con có những lựa chọn đúng đắn, chứ không phải là ép buộc những đứa trẻ nghe theo ý của họ. Trẻ con vẫn cần kết nối với cha mẹ để có thể được dạy dỗ, được yêu thương và được gợi ý những lựa chọn phù hợp cho bản thân, chứ không phải là ba mẹ ép buộc trẻ con đi theo lối suy nghĩ mòn của mình. Ví dụ như cấp 1, trẻ vẫn còn quá nhỏ, đương nhiên ba mẹ bắt buộc phải giám sát từng hành động. Nhưng lên cấp 2, đây là một độ tuổi người lớn không ra người lớn, trẻ con cũng không ra trẻ con. Chính vì vậy, chúng ta phải dạy dỗ và uốn nắn từ từ con người của trẻ. Chúng ta vẫn để cho trẻ tự do, nhưng phải cho trẻ một vài tình thế ép buộc thì chúng mới có thể lớn lên trở thành một người tốt. Cấp 3, bây giờ trẻ có thể ra ngoài và học tập nhiều thứ hơn để rút nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Người lớn bây giờ, cha mẹ bây giờ không chỉ là cha mẹ mà còn là một người bạn để con có thể nói hết tâm tư của bản thân ra và giúp chúng đưa ra lời khuyên cho chúng để chúng có những lựa chọn hợp lý. Cha mẹ phải có nhiều biện pháp
giám sát và theo dõi khác nhau, nhưng phải cho con tự do, chỉ nên đưa ra những lời khuyên hợp lý chứ không phải là ép buộc chúng nghe theo lời của mình. Trong mắt của cha mẹ, con cái dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì đó vẫn là trẻ con, vẫn vụng về và có những suy nghĩ không quyết đoán, những quyết định không đúng đắn. Bên cạnh đó, họ cũng có thể nghĩ rằng đó là con của tôi thì tôi có quyền được biết tất cả mọi thứ về chúng, tôi có quyền áp đặt. Và nghĩa vụ của con cái đó chính là phải làm theo những gì tôi yêu cầu. Và đối với con cái thì lại ngược lại hoàn toàn. Chúng cần có những không gian riêng để thể hiện được cái tôi, thể hiện được khả năng của mình. Vì vậy đôi khi món quà vô giá mà cha mẹ dành tặng cho con cái đó chính là sự riêng tư, không dò hỏi, theo dõi, tò mò, không quan thiệp cá sâu vào đời sống của con cái. Đương nhiên không phải là bỏ mặc mà đó là thể hiện sự tôn trọng. Đối với con cái có quyền được quyết định mọi vấn đề xảy ra xung quanh với chúng để đưa ra ý kiến và những phản hồi. Bên cạnh đó thì con cái vẫn cần những lời đóng góp, ý kiến, và khi mà con cái cần bố mẹ chia sẻ thì đó mới là lúc để các bậc phụ huynh đưa ra những lời khuyên, đóng góp, ý kiến đối với đưa cho con, chứ không phải là những lời dò hỏi hay đe dọa và áp đặt ép buộc con phải làm theo những gì mình muốn. Tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc sẻ chia của bố mẹ là không thể nào chối cãi và so sánh được. Sẽ chẳng có một ai trên thế giới này có thể dành trọn tình cảm cho bạn hơn là đấng sinh thành. Nhưng không phải bậc phụ huynh nào cũng có thể thể hiện cảm xúc của họ theo một cách đúng nhất. Họ thường lấy sự yêu thương cùng với sự ép buộc và áp đặt đi đôi với nhau để khiến con cái phải làm theo ý của mình. Vì họ nghĩ rằng họ đã trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc sống, họ có những bài học và kinh nghiệm để có thể dạy dỗ lại con cái của mình. Họ không muốn con của mình mắc lại những sai lầm họ đã trải qua. Nhưng điều đó có hẳn là tốt hay không? Như chúng ta đã biết, ai rồi cũng sẽ lớn, và con cái cũng vậy. Chúng sẽ dần lớn lên và có những suy nghĩ riêng cũng như là lối tư duy và chính kiến của mình. Vì vậy, việc phụ huynh cứ kiểm soát và áp đặt khiến con cái sẽ cảm thấy khó chịu và làm cho tình cảm của cả hai trở nên dần xa cách và xấu đi. Vì vậy, phụ huynh không nên xâm phạm vào quyền riêng tư của con, cũng như là họ nên dành những thời gian để đóng góp ý kiến và xây dựng nên nền tảng cho con cái để chúng có thể bước ra ngoài trải nghiệm và học hỏi và vững vàng bước tiếp trên con đường sau này. Và đây là nguồn tài liệu tham khảo của nhóm 1. Bài trình bày của nhóm 1 đến đây là hết. Cảm ơn.